Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc mảng chân tường của một phòng học tại trường Trung học phổ thông Quang Minh, thành phố Hà Nội rơi khiến cho hai học sinh bị thương, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường học kiểm tra cơ sở vật thất chất và kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học cụ thể sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các trường học trực thuộc yêu cầu đảm bảo công tác y tế trường học an ninh an toàn trường học phòng chống tai nạn thương tích và giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023 một trong những yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo hà nội đối với các đơn vị trường học là giả soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên kiểm tra cơ sở vật chất gồm từng bao móng trần tường cống rãnh cây xanh bàn ghế bảng hệ thống điện kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn để có biện pháp khắc phục sửa chữa không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học